nhớ nha các bạn, bạn ủng hộ Tâm Chè với Thánh Ăn Cá Tàu nha các bạn, bán được may thì mình có tiền nuôi kênh rồi các anh em mình có dịp giao lưu nha các bạn, giá siêu rẻ mọi người ơi, hai cây 400 nha mọi người, cái lớn thì 300, cái nhỏ 200, mua hai cây bán 400 ngàn, bao sống bao ship toàn quốc nha các bạn, số giao lưu Tâm Chè ghim trên phần màn hình nha các bạn. Các bạn vui vẻ ở kênh Tâm Chè nha. Bữa nay mà Chè phải cho ăn cái món nướng quá mặn rồi các bạn ơi, nguyên một mâm nướng luôn các bạn. Sườn nè mọi người, sườn heo. Sườn heo này ông Thánh Ăn Cá Tàu khoái lắm. Này có ông số ông khoái lắm, không biết ông cặp được không. Bữa nay không biết ông số có về không các bạn. Sườn heo các bạn. Rồi này tôm gì quên rồi. Tôm thẻ. Tôm thẻ mọi người ơi. Rồi bạch tàu quốc, ô nhập luôn. Này nó không xài bếp thần thánh nữa các bạn, cái bếp thần thánh là ăn thì nó an toàn nhưng mà nó không có thơm nha mọi người. Rồi bạch tuộc các bạn ơi, bạch tuộc. Bạch tuộc đây. Mực nữa mọi người ơi, mực này là mực bầu à. Mực bầu. Mực bầu. Bạn trong gia khi thời gian là rảnh chờ cho cái thịt nó vàng các bạn, cho các bạn mời các bạn chiêm ngưỡng nghe tác phẩm siêu rẻ luôn mà, nhưng mà đẹp, không cái phần đẹp nha các bạn. Đây hai cây này 300, cây này 200 các bạn, hai cây này là chung một cặp thì 400 nha mọi người. Mua cây lớn thì 300, cây nhỏ thì 200 nha. Để cho các bạn xem bì hoành nó nhiêu nha các bạn. Ồ, bì hoành thì 21 mọi người ơi. Đây. 21 các bạn ơi, bì hoành 21 cây lớn. Rồi. Cái nhỏ là có 16 thôi mọi người. Rồi cái nhỏ 16, cái lớn là 21 các bạn. Đó, hai cây này thì hai em này thì em này 300, em này 200 nha. Bao ship bao sống toàn quốc nha các bạn. Thơm rồi, sườn thơm quá. Thơm quá. Sườn heo. Này là ông Thánh Ăn Cá Tàu hồi nữa chứ ông ghé quá. Không biết ông có ghé không. Nói chung là hôm bữa nào ông ghé thì ăn thôi các bạn, không ghé thì chè ăn mình. Rồi Thánh nhỏ không biết có về không. Rồi không biết có về không. Nó đi về thôi, vô phương, không biết được. Nó phải chở liền liền. Đó, này phải chở liền liền các bạn ơi, thơm quá mọi người ơi. Ồ, này là bà Chẹt, bà có mua cái rau nhỏ ngon lắm, rau gì ta? Rau cải ngọt mà cầm cái nhỏ nhỏ. Không phải cái mầm, nó ăn cầm nhỏ nhỏ. Nó cái tàu ghé rồi các bạn ơi, chín rồi mọi người. Chờ các bạn, mày ghé ăn cơm thịt nướng các bạn ơi. Có thịt nướng được, có ghé qua phụ bán mày không? Có luôn. Nè, có ghé phụ bán mày nghe, nhớ nha. Mày đó nha. Cơm rồi các bạn ơi. Rồi, có nồi cơm này đầy. Cơ nhờ, có nồi cơm đó ăn đủ không? Được rồi. Em to thôi à, bạn cũng miếng ngỗng hả, rửa là cơm mà mọi người. Cái gì đang đi, em bị miếng rồi. Ô, khách ô, chết gà. Bây giờ không được rồi. Vậy vậy là chín rồi nè, đánh lên cái tàu ơi. Chín rồi. Để đây các bạn. Để nói đi, mình gấp nặng mà. Để sợ khét các bạn ơi. Mở bạn các bạn ơi. Đẹp đi các bạn ơi. Đẹp đi. Đó, cái này này là cái dĩ thứ hai các bạn. Đó, dĩ đầu chính nè mọi người. Đó, cái này là cái dĩ thứ hai nha các bạn. Thôi mời các bạn cùng ăn nha. Ồ, làm bậy miếng tôm gì ta? Tôm thẻ. Tôm thẻ. Mời mọi người ăn tôm thẻ nha các bạn. Mà chè mà úp thơm. Hết sức thơm các bạn. Như là Thánh Ăn Cá Tàu là tại vì lâu quá ở đây không có việc làm rồi đó, anh không gắn bó được, giờ thì có việc làm ổn định rồi các bạn, anh gắn bó với Tâm Chè lâu dài, chung là cơn Tâm Chè làm thì không có nhiều tiền, chủ yếu là lâu lâu anh Thánh đi ăn thử thách đó các bạn, từng ăn một hai lần vậy đó là có tiền thử thách đó, của người thử thách là với Tâm Chè trả tiền theo video đó, còn mấy bữa ăn về giống như anh em ăn vui thôi các bạn nha. Thành ra anh em sống cũng được, cũng như anh đi ăn trưa, anh đi làm anh đi ăn trưa trong thời gian chờ việc các bạn, rồi ghé Tâm Chè cho vui vậy á. Rồi nói chung anh em giúp đỡ qua giúp đỡ lại đó, phụ Tâm Chè bán kiển thì tiền này lo nọ lấy ra các bạn. Được rồi, bắt đắt thì anh em mình có tiền nhiều ha. Okay. Bắt ấy thì không có gì luôn. Cải ngọt, biết ăn cải luôn hả?
từ bước ăn từ cộng luôn, không nhận cay ngọt các bạn ơi. Không cay ngọt có mà lớn nè mọi người. Vậy mà ăn không lạ, ăn không ngon mới lạ. Này nóng với canh hến hay xào hến gì đó nha. Trời ơi mê, ngon lắm các bạn. Tôm xong quá các bạn ơi. Dạ các bạn ơi. Trời ơi, cũng biết rồi. Ăn giàu ghê không? Đây ra rồi. Đây là bắp hát rồi. Rau này ăn cũng ngon mà tôm thì ăn ngon hơn. Rau cắt tôm ăn được không? Mực các bạn ơi. Sáng giờ ở nhà, sáng giờ bán được mấy đơn hàng? Hình như được 2 đơn phải không? Đơn là 5 cây cho các bạn Lâm Đồng phải không? Đúng rồi. 5 cây bạn Lâm Đồng 1,5 triệu. Bao ship 5 cây lớn ha. Rồi bên đơn thì 2 cây là 400 phải không? Cây lớn cây nhỏ ha. Đúng rồi bạn. Ở mua mai ủng hộ mình ba ơi. Như ở vòng tỉnh thì mình có thời gian mình chở cho mấy bạn luôn. Vòng nó gần gần mình chở luôn mấy bạn. Ừ. Toàn quốc là bao ship luôn ha. Toàn quốc là bao ship. Vòng vòng gần gần để mình... Nói chung bữa mấy cái đơn hàng bán lần đầu tiên á các bạn. Đâu biết đâu. Ở ngoài Hà Nội á. Chè bao ship. Trời bao ship cái cây cả 100 ngàn. Lại cái cây này không tới 100 ngàn nữa. Trời có mấy chục ngàn à, mà bao ship cả 100 ngàn. Khổ luôn mọi người. Nhưng mà đâu sao đâu. Chủ yếu các bạn ủng hộ là vui rồi các bạn. Không sao hết chứ. Nha. Trời ngon thật. Thôi bây giờ xem làm cây này coi sao mà thấy anh làm thức ngon quá. Đã. Ăn ý như thịt heo mà. Đó. Rồi mấy bạn ơi. Ừ, chín rồi. À. Nay anh gồm nó món này nó cũng được nè. Mà chưa nên về rồi. Thôi mình để xuống rồi dẹp bếp mọi người ơi. Ha, để xuống rồi dẹp bếp chín hết rồi các bạn. Đó, cũng đặt dẹp bếp các bạn ơi. Đó, chín hết rồi. Ngon chưa? Thấy ngon chưa? Nói gì vậy? Vừa đủ ăn rồi. Không có no. Để đi làm. Rau ngon á. Rau này đúng rồi. Nếu mà có nước mắm lạc hay gì chấm cũng ngon. Tại nãy đâu biết, đâu biết có rau này. Ngon lắm ạ. Quá nè các bạn, hai cây hoành này hồi nãy 21 em ha. Hoành này là 16 các bạn. Cây này 300. Cây này 200 mọi người. Đó, nhưng mà các bạn mua chung một cặp gì á, chung combo gì hãy quên chỉ có 400 thôi mọi người. Đó, các bạn nhớ ủng hộ Tâm Tiền nha các bạn. Để có tiền nuôi thích gồm với thích ra cái tàu các bạn ơi. Tem cho Tem càng ngày càng phát triển mọi người. Đó. Bao sống bao ship toàn quốc các bạn. Thịt heo mềm ghê. Thánh ơi, giờ ăn cơm không vậy? Đây, đây, đây. Mực chứ cơm ăn vô. Ăn cơm không vậy? Không ăn cơm không vậy? Trời ơi. Ăn vô, ăn vô. Ăn vô. Ăn nhiều vô. Tôi mới làm 2 con cơm rồi hả? Tắt em ăn nhanh. Cái cộng đồng mạng nói em dành ăn với con Thánh rồi. Thường á bạn, có cà bự luôn mà. Em rộng á. Tốt đây nè mọi người ơi. Tục ngon lắm.
Thịt ngon lắm. Nguyên cộng sườn cộng mấy bạn ơi. Làm luôn. Làm luôn. Em mất một sườn bò nữa. Không gà mình nói em. Gà gán mời mình đi quảng cáo. Mà chưa đi. Chưa đi được. Không gà anh thấy gà gán còn ấy không? Còn bán không? Ở đâu vậy? Mà cho anh đọc á. Đùi gà gán gì đó. Gà gán KFP gì đó. Tính ăn rau nữa nhưng mà các bạn biết sao? Hết ít tương. Không sao các bạn, rau này kêu mà mua hết vậy ha. Nó canh. Cảm ơn. Hết sảy còn mà phải không? Tốt lắm á. Không chưa no đâu, nó cỡ không chưa no đâu. Nhìn đó. Quá trời các bạn ạ. Gặp gặp mà tôi để nó vậy là nó bỏ luôn. Tôm này lúc nào cũng dẻ. Mà nó ngọt. Mà sao tôm mà chú sông nó không dẻ không? Trong bao giờ tôm nuôi không? Nó không dẻ bằng tôm này. Nó quên, cái này phải đóng thế. Ngày nào đóng thế, cái hai em hên to rồi các bạn. Hên to rồi các bạn. Không thấy là đóng thế cái mạnh đó à. Anh ăn cái tàu thì ăn tôm một hai con rồi các bạn, ăn nhiều sợi dứng. Đó, để hên to đi. Ngày nào ăn món tôm mà ổng khoái lắm. Cái ổng khoái. Cảm ăn nhanh quá, hết hết đồ ăn rồi. Để, trời ơi. Mà sao ông ăn đi? Quá trời đồ ăn nè, trong kia nhường mình hoài. Thấy gì không có đồ ăn, thấy em ăn hết đồ ăn là nhường luôn hả? Chớ mà mình còn một cọng sườn với con mực nữa. Ăn được rồi. Mời các bạn ăn. Từ các bạn ăn. Ăn nhanh quá hết đồ ăn các bạn ơi. Bởi vậy các bạn phải ủng hộ nha các bạn. Ủng hộ tấm chè, bán được ngay có tiền. Nuôi kênh nha mọi người. Gặp hết cộng đồng cộng của bà. Nhanh nhau. Tôi đang có lửa rồi cơ mà. Ơi, không mọi người ơi, gửi luôn Thánh ơi. Rau này là chịu em mua hết nha. Nhớ nha các bạn. Bạn ủng hộ tâm chè với Thánh là cái tàu nha các bạn. Bán được may thì mình có tiền nuôi kênh rồi các anh em mình có dịp giao lưu nha các bạn. Giá siêu rẻ mọi người ơi, 2 cây 400 nha mọi người. Cây lớn thì 300, cây nhỏ 200. Mua 2 cây bán 400 ngàn. Bao sống, bao ship toàn quốc nha các bạn. Số giao lưu tâm chè ghi trên bằng màn hình nha các bạn. Tâm chè và Thánh là cái tàu xin chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.